ngàn đóa hoa ngát hương dâng cho đời, nụ cười thiết tha, ánh mắt chan hòa yêu thương. Trên từng đóa sen tỏa sáng lung linh sắc màu, cho đời ngát hương vươn lên từ những đầm lầy. Xin nguyện dấn thân hiến dâng cho Phật đạo, con quỳ dưới chân sám hối Đức Phật Thích Ca. Những ngày đã qua con sống chưa tròn với đạo, xin người thứ tha, con xin nguyện với lòng mình nương theo Phật dẫn đường con, trong ngu mê tìm ra néo sáng, như pha lê trăng vương bụi trần, ôi trong ngần Đức Phật từ bi. Quy y Phật pháp và tăng, con xin nương tựa theo chánh pháp, như hoa sen thơm ngát nồng nàn, dâng cho đời thắm đường tình sen. Mời đại chúng ăn cỏ. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 20 tháng 12 năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta đang học kinh Thắng Mang phần đầu. Đề tài của kinh này là Tràng Hoa Đại Nguyện. Hôm nay là kỳ thứ 5 và hy vọng là tối nay chúng ta sẽ hoàn tất 10 đại nguyện của Thắng Mang. Chữ mang nghĩa là một cái vòng. Thí dụ như là hoa mang, tức là vòng hoa. Và Thắng Mang có nghĩa là những cái đẹp, một cái vòng hoa đẹp mà nó rất là thù thắng, nó vượt hơn tất cả những cái vòng hoa đẹp. Người Phật tử chúng ta tu, chúng ta cũng gom những cái hạnh lành của mình lại như là một cái tràng hoa để trang nghiêm cho thân tâm của mình. Thí dụ như là mình đi cũng là một đóa hoa, mình nói cũng là một đóa hoa, mình hành động cũng là một đóa hoa, và từ cái đó nó gom lại, nó tạo nên một con người đẹp. Đẹp từ cái tánh nết, cái cách đi, cách nói, cách hành xử của mình. Vì vậy cho nên mà chúng ta đặt cái tên là Tràng Hoa Đại Nguyện, và chúng ta lấy từng cái nguyện này kết sâu lại như là một cái hoa. Bây giờ đại chúng hồi sáng giờ hôm tuần trước mình cũng học á, nguyện thứ nhất là nguyện giữ giới, nguyện thứ hai là không sân hận, không bỏng sẻn, không kiêu mạn. Một người mà được bốn cái này có phải đẹp không? Thấy không? Thành thử ra một người mà sống mà có giữ giới hạnh, không khinh thường người khác nếu mình có giỏi hơn. Thấy không? Như hôm trước mình nói kiêu mạn nó có 8 loại. Mình đẹp hơn người ta mình cũng kiêu mạn, mình giỏi hơn người ta mình kiêu mạn, mà thậm chí mình làm việc thiện nhiều hơn, mình thấy người ta không làm thiện mình cũng kiêu mạn. Tức là coi chừng nhiều khi mình không khéo thì mình sẽ mất đi những cái nét đẹp đó mà trong đời sống hàng ngày mình không thấy. Hồi trưa mình có nói đến cái nguyện thứ 5 á. Bốn cái nguyện đầu là nguyện giữ giới, thứ hai là nguyện không kiêu mạn, nguyện không sân giận, nguyện không tật đố. Tật đố là gì? Tức là ganh tị, phải không? Và cái thứ 5 là không có bỏng sẻn. Mà thưa đại chúng, cái nguyện thứ nhất á, là nguyện giữ giới đó, thì nó lại thuộc, nó nếu mà phân tích trong Bồ Tát giới á,
thì nó gọi là nhiếp luật nghi giới. Tức là cái người tu á, người sống ở đời là bắt buộc phải có giữ giới. Ví dụ bây giờ mình vô chùa, mình ở một ngày, mình cũng phải có giới. Cái giới là giới chung á, ai cũng giữ hết, là không sát sanh, không trộm cắp. Rồi vô trong chùa nào, bất cứ cái chùa đó có cái nội quy của cái chùa đó. À, tức là ngoài giữ giới ra đó, mình còn phải giữ luật nữa. Luật là gì? Tức là luật lệ. Giới là do Phật chế, chúng ta giữ chung. Rồi mỗi chùa nó có cái luật lệ của cái chùa đó. Và cái thông dụng nhất á, có thể nó có xê xích, nhưng mà những cái căn bản nó giống nhau thôi. Mình nói ví dụ như bây giờ mình nói, mình xin về chùa, mình ở tu một tuần lễ. Thì mình đã nói là mình về chùa mình ở tu một tuần lễ á, thì mình phải đi theo cái thời khóa của nhà chùa. Thí dụ chùa một ngày 4 thời kinh, thì mình cũng theo cái lệ là đi theo chúng 4 thời kinh. Rồi chùa làm việc, tới giờ chấp tác, mình cũng ra mình chấp tác. Và mình đi đâu thì mình nhớ là chùa mấy giờ đóng cửa. Mặc dù mình có thể du di là bấm chuông là ta mở thôi, nhưng mà mình phải giữ cái nội quy của cái đạo tràng đó. Chứ không thôi mình tới mình ở một tuần, cái là cái nội quy cái chùa đó chúng ta không theo nữa. Ở đây là mình không có cửa, không có cái cổng. Chứ thường thường là chùa có cái cổng chùa. Tức là ngoài cái nội bên trong của chùa đó, chùa có cái cổng sắt, có cổng bên ngoài, mà thường là cái cổng đó ban đêm 9-10 giờ là người ta đóng. Và những vị nào mà đi đâu á, mà về khuya hơn á, là phải nhớ liên lạc với cái người giữ chìa khóa cổng đó. Người ta có hoan hỷ mở cửa cho mình nếu mình lỡ về trễ không? Giống như bây giờ quý vị mà về những cái ngôi chùa cổ, nói chung là ở Việt Nam cũng vậy thôi. Chúng ở trong cái chùa đó mà đi khuya hơn là không được đâu. Đi đâu đó là đi mà phải về trước 10 giờ. Sau 10 giờ là cửa khóa. Mà khóa rồi là mình chịu. Có nhiều khi cái luật lệ là người ta không chấp nhận, ta không cho. Cho nên sợ lắm. Sợ không có chỗ nghỉ, sợ ở ngoài đường thì mình phải đi về. Thì nói chung là đại chúng nhớ là người ta thường nói nước thì có luật của nước, không? Làng thì nó có cái lệ của làng. Thì cái câu nói đó nó cũng giống như vậy. Hay là mình tới nhà người ta cũng vậy. Thí dụ ở nhà mình là 5 giờ mình ăn cơm, nhưng mà nhà người ta là 6 giờ người ta mới ăn, thì mình phải đi theo người ta. Chứ mà không phải tới 5 giờ cái mình xách cái chén mình nói để tôi ăn cơm trước, tại vì ở nhà tôi ăn 5 giờ. Rồi cái gia đình ta nấu cơm vừa xong cái mình xách cái chén mình ăn trước, tại đúng 5 giờ mình ăn. Thì cái đó không đúng. Tức là mình phải đi theo cái lệ. Tức là mình đứng đâu, người ta kêu là nhập gia thì tùy tục là vậy. Tức là mình đến đâu mình phải theo cái đó. Thì Phật tử cũng vậy, mình đến đâu mình phải theo cái lệ ở đó. Thì vậy cho nên là giữ giới, giữ luật, là nhiếp luật nghi giới. Rồi bốn cái kế là gì? Không kiêu mạn, không sân hận, không tật đố là ganh tị, và không bỏng sẻn. Và ba cái đó gọi, bốn cái đó gọi là gì? Bốn cái đó gọi là nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện tức là gì? Những cái đó là những cái điều chúng ta cần tu, cần học để làm cho con người mình thiện. Trừ ác là phải giữ giới. Bởi vì ngăn cái ác thì ác nó không sanh. Thí dụ như không sát sanh, đó là ngăn ác đó. Còn mình không tật đố, tức là mình hành không tật đố thì sao? Không có ganh tị. Mà không ganh tị là thiện. Cho nên Bồ Tát giữ có ba điều nói tràn gian, chứ tất cả giới của Bồ Tát thu nhiếp ở trong ba câu thôi. Nhiếp luật nghi giới tức là không làm ác, nhiếp thiện pháp tức là làm lành, nhiếp chúng sanh tức là phổ độ cho chúng sanh. Thì bây giờ mình qua được hai, hồi trưa, hồi chiều mình nói bốn cái sao đó. Hồi tuần trước mình nói về giữ giới. Bốn ngày hôm nay, hồi trưa mình nói bốn cái đó là không khinh mạn, không bỏng sẻn, không tật đố, không ganh tị. Rồi bây giờ mình nói đến cái nguyện thứ năm á, hồi chiều mình nói chưa có hết á, là không có bỏng sẻn.
Thì bổn sản hôm trước mình có nói bổn sản có 5 loại. Bổn sản chỗ ở, bổn sản thức ăn, bổn sản quần áo, bổn sản hiểu biết. Thường thường mình cho người ta thì có 4 thứ để cho: cho thuốc, cho chỗ ở, cho quần áo, cho ăn uống. Cái đó người ta gọi là tứ sự cúng dường. Cũng giống như mình Phật tử, mình đi về chùa, mình cúng dường, ta kêu là tứ sự cúng dường đó. Thí dụ như ngày nay là mình cúng dường xây chùa, tức là cúng dường chỗ ở. Mình cúng vải để may y áo cho tăng ni, tức là mình cúng y phục. Mình cúng thuốc, rồi mình cúng thức ăn. Cái đó thường thường nhà Phật chúng ta thường gọi là tứ sự cúng dường, tức là 4 món mà chúng ta có thể cúng dường. Mà ở đây là cứ ra cuộc sống của người tu là có cái đó, thì Phật tử cúng dường cái đó, 4 thứ cúng dường. Thở đây cũng vậy. Bổn sản nó có 2 loại: nội và ngoại. Nội á, tức là thân thể của mình. Thí dụ như là người ta cần mình giúp đỡ, mình nên giúp đỡ. Tức là mình đem sức khỏe, đem cái khả năng của mình ra mình giúp cho người ta, tức là nội. Còn ngoại á, tức là mình cho người ta thức ăn, vật uống. Ví dụ như hàng tuần mình về mình làm công quả, đó là cũng một hình thức gọi là nội cúng dường đó. Tức là mình đem cái sức khỏe của mình ra mình phục vụ đại chúng bằng cách là mình nấu ăn, mình lo cho đại chúng. Như vậy đó. Tức là Bồ Tát á, thì chúng ta học và nguyện làm những cái điều đó, tức là không bỏng sản. Không bỏng sản đối với pháp nội và pháp ngoại. Các pháp nội chỉ cho bản thân và ngoại là tài vật. Bồ Tát tu tập vô lượng tâm về xã, vì lợi ích của chánh pháp của mọi người, không hề tiếc nuối thân mạng và tài sản. Khi mình đi tu á, mình làm một người sa di á, nếu một người nào có cái ý nguyện muốn đi tu á, thì buộc lòng ở trong tâm người đó phải phát khởi 5 điều, thì con đường tu họ mới thành được. Tức là thứ nhất, mình đi tu vì mình cảm mến đạo pháp. Nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố. Đi tu mà không có cảm mến Phật pháp, đi tu là mình chỉ vì mình có cái chỗ ở, mình được cái chỗ ăn, mình được người chăm sóc, cúng dường, cung phụng, thì cái đó không phải tâm người tu. Cái tâm của người muốn, mà nếu mà người nào có cái tâm đó đi tu á, không lâu. Tại sao? Lỡ bữa nào ăn cực ăn chịu không nổi. Lỡ lúc nào mà nạn đói tới không có ăn bỏ tu. Tại vì đi tu từ gì mấy cái đó mà. Phải không? Cho nên cái điều thứ nhất là phải nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố. Chữ hoài là thương nhớ, nghĩ đến. Phải vì đạo mà đi tu chứ không phải vì cái đó. Thứ hai, hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố. Bỏ đi cái thân tướng đẹp chỉ vì thích cái y thôi, thích cái y phục của người tu mà đi tu. Vậy thì mình khi mà người thích cái đó đó, mặc đồ tu mới thấy hạnh phúc. Họ không thích cái đó đó, cứ lén lút rồi không có mặc cái đồ tu, mặc cái khác. Mà thật sự ra khi mình ngồi mình suy nghĩ, mình thấy cái này nó không phải là những cái lý thuyết, mà nó thật là vậy. Ví dụ như Phật tử mình đi chùa, thích mặc áo vạt hò, thích mặc áo tràng mình mới mặc được. Còn mình không thích người ta đưa cái, mình cũng lén lén, mình lấy cớ một lát mình không mặc à. Không, thầy nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố. Nhì giả hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố. Mình thích ứng được cái pháp phục của nhà Phật, mình mới tu được. Thành thử ra hai cái: cảm mến đạo pháp vì thích y phục của người tu. Thứ ba, nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố. Nhì giả hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố. Cái thứ ba là gì? Mình phải không có còn có cái tâm niệm thân sơ, tức là
muốn kết nhóm với người này, muốn kết nhóm với người kia, mà phải có cái tâm bình đẳng để vào tu thôi. Không có thích là vô đây để mà kiếm một cái nhóm nào đó để hộ cho mình, để giúp cho mình, mà mình phải lấy cái tâm bình đẳng, mình ứng xử với tất cả mọi người vì thích mà có. Cắt ái từ thân, vì thích mà có. Cắt những cái ái ân, từ bỏ những người thân, cắt những cái sợi dây ái luyến, chỉ vì muốn thoát ly được cái đời sống gọi là kẻ thân người sơ. Thân là chơi thân, sơ là sơ xài, không có gì quan trọng, không có cái tâm đó. Ba điều rồi đó. Cái điều thứ tư là mình phải có của người tu là gì? Hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố. Nếu mà mình cần phải hy sinh để bảo vệ cái chánh pháp. Chữ hy sinh đây không có biểu là mình cuồng tính, mình đi ôm bom vô, mình làm những cái chuyện gọi là hành hung người ta, không phải vậy. Nhưng mà nếu như cái điều đó nó đúng mà mình cần phải nói, mà mình có phải hy sinh, mình cũng không có từ, vì mình thấy cái điều đó là lẽ thật. Cũng giống như 1963 Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu vậy đó. Thì cái trường hợp ngày tự thiêu đó là nó thích ứng với cái câu thứ tư đó, hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố. Khi chánh pháp bị suy vi, khi chánh pháp bị người ta gọi là phá hoại, thì mình phải có cái tâm bảo vệ. Rồi cái thứ năm là gì? Hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố. Vi thành đạo nghiệp, vị độ nhân cố là cái thứ năm. Vì muốn thành tựu đạo nghiệp của người tu để phổ độ chúng sanh. Tức là gì? Trên thì cầu giáo pháp của Phật, dưới thì mang cái giáo pháp trang rãi cho mọi người, thì mới đúng cái tâm lượng của người tu. Còn nếu mà mình đi tu mà mình chỉ muốn giữ cho phần mình thôi, đủ ăn, đủ mặc, no cơm, ấm áo, mình không cần biết ai nữa hết. Thậm chí chung chùa mình cũng không quan tâm, chứ đừng nói phổ độ chúng sanh. Miễn phần mình lo thôi là đủ rồi đó. Đó chưa phải tâm của người tu. Pháp Hòa nói như vậy là ở đây cái thứ năm là mình không có bỏng sẻn. Mình đi tu á, là mình cầu giáo pháp, mình khao khát giáo pháp, chứ không phải là mình khao khát cơm ăn áo mặc. Vì người nào có cái tâm như vậy thì ở mới yên và tu mới tới. Rồi ví dụ mình vì cái khác, Pháp Hòa ví dụ, người ta thường nói mấy người thất tình đi tu á, người ta hay quan niệm là còn trẻ trẻ mà đi tu là chắc thất tình đó. Nếu thật sự người đó vì thất tình mà tu, bảo đảm tu cũng không lâu đâu. Tại vì bữa nào quên cái tình cũ rồi có tình mới là mất tiêu liền gì. Hoặc là khi mà ở trong chùa một thời gian, cái buồn nó nguôi ngoay rồi, thì cũng có cái ý là muốn đi ra ngoài sống. Mà tại họ cái tâm họ không phải là cái tâm này, cho nên nó không hợp được. Cái người mà ham thích tu đó, ở cực, ở khổ, ăn cực, ăn khổ, đời sống rất là lam lũ và cực nhọc, nhưng mà người ta vui, người ta vui với đạo. Quý vị nhớ hồi trước á, cái thời mà thời gian các chùa ở Việt Nam cũng còn cực khổ, quý vị thấy các thầy tu không? Mặc áo rách, ăn cơm thì bữa đói bữa no. Vậy mà tại sao, vậy sao tu? Giống như kỳ rồi Pháp Hòa về lại Pháp thăm mấy thầy, mấy anh em mà 20 năm về trước mà gặp nhau mà tu chung với nhau 20 năm trước. Thì có một cái thầy đó, thầy tới những năm sau, thầy 10 năm sau thầy mới có mặt. Thì thầy mới nghe kể là cái thời đó là anh em ngủ trong chuồng bò. Hồi cái 20 năm trước ở bên xứ Tây, mà có ai tưởng tượng được cái cực khổ là ngủ trong chuồng bò, mà ngủ không có giường, mỗi người là 4 cục gạch với một tấm gián.
không? Rồi có một cái sleeping bag mỏng mỏng vậy đó, tối là chui vô đó nằm co ro mà không có sưởi. Nếu mà phòng nào mà có sưởi là chỉ là một cái lò củi thôi, rồi ban ngày mình phải đi lấy củi về mình hong cho nó khô, tối mình mới chụm. Đầu hôm thì nó ấm, nó nóng, mà tới hồi nửa đêm mình ngủ nửa đêm rồi củi nó tàn, lửa nó tắt thì bắt đầu nó lạnh. Mà quý vị tưởng tượng gạch mà từ ở trong tường mà nó đi ra mùa đông á, lạnh cỡ nào. Mà đâu phải là một cái tòa nhà có bếp, có chánh điện chung với nhau đâu. Chánh điện một căn, bếp một căn, phòng ngủ một căn, nhà vệ sinh một căn. Cho nên tối ngại ngoài đường không à. Đâu có trong nhà đâu. Ví dụ muốn ăn cơm là phải mặc áo đi ra cái nhà khác. Rồi muốn đi qua thiền đường phải đi qua nhà khác. Muốn về phòng mình phải đi qua nhà khác. Mà không có cái cửa nào nó kín hết á. Không, mà rồi đêm ngủ thì chuột. Ăn thì không có đủ no. Cái tô nhỏ nhỏ vậy nè, mà cái không có gạo, mà mua cái loại mà gạo mà nó mẻ, nó vụn cho nó rẻ đó. Một tô gạo đó mà bốn người ăn. Mà cái thời thanh niên, mà quý vị thanh niên mà 16, 17, 20 là ăn cỡ nào. Mà ăn tô, một tô gạo đó bốn đứa ăn. Tàu hũ là không có. Một tuần lễ chỉ ăn tàu hũ được một lần, mà mỗi lần một miếng thôi, mà một miếng bằng hai ngón tay. Và khi kho tàu hũ ra rồi á, là để cái bảng ngay cái nồi luôn nha, one piece only. Là một miếng thôi. Và quý vị biết không, cái món mà nghĩa là lúc nào cũng thấy nó là món cà rốt. Bởi bây giờ mà sợ cà rốt. Có những ngày lên là thấy nguyên một chảo cà rốt xào, không có cái gì khác hơn là có cà rốt xào thôi. Rồi bữa nào mà gặp mấy anh Tây mà anh nấu đó nha, là anh không biết nấu gì hết, là anh cứ khui ba cái đậu lon á, đậu đỏ, đậu chickpeas, đậu trắng, đậu gì trong lon anh khui ra, anh làm một bàn vậy đó. Mà người Việt của mình mà buổi chiều mà ăn cái đó ăn sao nổi. Mà tới hồi anh vô nấu cơm á, gạo thì mình đã không đủ, mà anh nấu thì lớp sống lớp nhão chứ không có được lớp chín nữa, một lớp sống lớp nhão. Cho nên sau này lúc phân chia nhóm nấu ăn là phải cử một người Việt đi vô, hễ ba anh Mỹ thì phải có anh Việt để anh Việt anh nấu nồi cơm. Mấy anh em nói trời ơi thương tôi chút chứ, tôi buổi trưa tôi trông tôi được ăn miếng cơm mà cơm nhão, cơm mà sống nữa làm sao tôi ăn. Mà Pháp Hòa nhớ á, quý vị biết chao đó, chao mà loại 9 sen, 90 sen mình ngoài chợ đó ha, mua một hũ đó. Buổi trưa nào mà có được hũ chao là trưa đó hạnh phúc. Ăn mà nước chao cũng chan nữa chứ đừng. Hôm nào mà có được một miếng bột mì căng, nhồi mì căng lên rồi sắt ra rồi trộn với lại, không có bột nêm, không có gì hết á, cứ muối đường đại khái vậy thôi. Nhưng mà cái thời ở như vậy mà ban đêm nó đói bụng khủng khiếp luôn, mà bữa nào mà được gói mì là trời nó mừng, ăn hạnh phúc như vậy. Thì có một thầy thấy nói trời, tôi nghe mấy anh em kể hồi xưa ở cực khổ mà sao mấy anh em ở đây mà tu được như vậy, thì thiệt là hay. Thì tại sao? Tại vì lúc đó những người toàn là thanh niên, có những người là tiến sĩ, có những người là cao học, có những người là kỹ sư mà vô tu như vậy. Mà tại sao ở như vậy? Rõ ràng họ đâu phải vì cơm ăn áo mặc, họ vì giáo pháp mà đến. Vì giáo pháp mà đến. Quý vị không, cái chuồng bò mà phân bỏ lên từ ở dưới cái sàn nhà mới lên tới nóc nè, mà cứ phải móc ra từ từ rồi xịt nước rửa rồi cứ vậy mà ở thôi. Mười mấy năm sau mới có được một cái nhà chung để ở, chứ còn thời gian đó là cứ chuồng bò. Mà có những thầy á, mà khó ngủ á, trời mùa đông mà ban đêm mà nửa đêm mà cần đi vệ sinh á, mà dậy rồi khoác cái áo mà ra ngoài đi xong rồi mà trở vô là ngủ không được nữa, tại vì nó lạnh quá đó, cái nó làm người mình tỉnh. Nó mới ví dụ vậy. Cho nên á, mình để ý mình thấy rõ. Bây giờ muốn biết là mình tự mình hỏi mình biết là mình không biết đường tu mình có bền hay không, thì từ những cái tâm nào mình khởi phát. Nếu mình vì Phật Pháp, mình vì giáo Pháp mình tu, thì nhất định mình sẽ ở với giáo Pháp. Còn nếu mình vì cái khác á, thì bảo đảm mình ở không lâu. Thí dụ bây giờ mình đến đó, mình vì một cái tình cảm nào đó riêng tư mình vào tu, thì mình cũng ở lâu đâu. Tại vì cái tâm của cái người độ mình là cái tâm bình đẳng. Còn mình đến với người kia là bằng cái tâm chiếm hữu, thì thời gian mình ở không được.
Cho nên không có bỏng sẻn giáo pháp, mà mình phải thấy rằng cái đường tu của mình là vì cái gì. Cho nên tự nhiên nếu mà người đó họ tu vì cái Phật pháp, họ ham tu thì cực nhọc chịu được. Cũng giống như hồi mình mới qua ở Việt Nam qua đó, thấy không? Những cái năm đầu tiên mình cực không, người nào cũng phải đi làm hai job, ở thì ở nhà mướn, chưa có người nào mà qua đây mà chưa có trải qua thời gian ở nhà mướn, phải không? Ngày nay mình có nhà là chuyện sao. Không có ai mà nói hồi ơi tôi hỏi trại tị nạn, tôi mới qua tôi mua ở nhà 300 ngàn tôi ở liền. Không có. Nghĩa là người nào cũng đã từng có kinh nghiệm ở chung cư, ở bạc hết rồi. Thì đó. Nhưng mà tại sao mình cực nhọc mình ở, vì mình biết đây là cái nơi mà mình dừng chân. Và vì tương lai của gia đình, của con cái, của người thân, mình phải chịu cực. Và khi mình chịu cực được rồi thì đây, ngày nay cái quả mình hưởng cũng như thế. Những cái năm đầu tiên mình mới vào chùa mình tu nó cực dễ. Như người ta nghe kể, ủa ở xứ Tây, ở xứ Tây Phương, ở xứ Canada làm gì mà cực như vậy. Đúng, nếu ở ngoài mình không có cực, nhưng mà tại mình vô chùa, chùa lúc đó là rất là hoang sơ, những cái ngày nó rất là mới mẻ, cho nên nó chưa có cái gì gọi là đầy đủ hết. Thì mình phải chịu cực, mà mình chịu được tức là mình tu được. Bây giờ mình đã trải qua hai cái hạnh của Bồ Tát rồi, bằng năm cái điều phát nguyện của Thắng Mang Phu Nhân. Bây giờ chúng ta nghe cái điều phát nguyện thứ 6. Thầy Tuệ Sĩ dịch: Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, con sẽ không bao giờ vì mình mà thọ nhẫn xúc liễm tài vật. Nếu có thọ nhẫn cái gì là vì để thành thục chúng sanh nghèo khổ. Hòa Thượng Tri Tịnh dịch: Bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho đến ngày thành Bồ Đề, con chẳng vì mình nhận chứa của cải, nếu có nhận chứa thì chỉ vì cứu tế loài hữu tình nghèo khổ. Cái này gọi là nhiếp chúng sanh. Thế gian á, người ta chất chứa tiền của. Cái này không có phải nói tội lỗi gì hết nha, mà mình phân tích. Tức là theo thông thường ở thế gian thì chúng ta phải chất chứa tiền của. Chất chứa để làm gì? Để cho người thân mình, để cho bản thân mình, nói chung là để cho gia đình mình chi dùng. Điều đó đúng thôi. Đó là cái cách theo thế gian. Tức là mình đi làm mình phải chất chứa để dành. Giờ rồi qua cái giai đoạn thứ hai, mà nếu mình đi tu á, là vì cái gì? Vì xả bỏ mấy cái đó. Tại vì thường thường có những người, người ta có nhà, có cửa, có đủ thứ mà người ta xả bỏ. Cũng giống như ở bên Trung Quốc á, có một cái cô tài tử, cổ đóng trong cái phim Hồng Lâu Mộng. Phá Hoà không nhớ tên của cô, Phá Hoà không có coi cái phim đó. Nhưng mà Phá Hoà biết cô đó là một nữ tài tử rất là đẹp. Cổ là một tài tử đang đóng phim, đang thành công. Mà một người đẹp như vậy chạy lên Ngũ Đài Sơn, đi xuất gia ở một ngôi ni viện ở đó. Tức là cô này có tất cả và cổ xả. Và có một cô tài tử điện ảnh người Mỹ cũng bỏ tất cả rồi đi tu theo Phật giáo Tây Tạng. Như vậy thì ở thế gian người ta chất chứa theo thế gian, tức là mình gom thâu để mình để dành cho người thân, cho bản thân mình. Nhưng mà cái người đi tu á, là vì người ta muốn xả bỏ tất cả. Thí dụ như giờ về thân tướng nè, có mái tóc đẹp cạo không? Rồi có quần áo đẹp, có giày dép đẹp bỏ. Nói chung là những gì mà thuộc thế gian mình có, mình sở hữu đó, bây giờ mình buông bỏ hết, để mình vào chùa mình để thành một cái người vô nhất vật. Mình xả hết tất cả để mình có cái gì? Có ba y một bát. Bây giờ mình sang hơn, ba y một bát một vali. Hồi xưa là chỉ có ba y một bát thôi. Bây giờ mình tu là thời đại mới, mình được quyền có thêm cái phụ tùng nhỏ nhỏ là ba y một bát một vali. Thì đó, quý vị thấy hai cái, mình sẽ thấy hai cái nó rõ ràng. Nếu là đời
thì mình phải để dành chứ. Nhưng mà hễ mà quyết chí đi tu thì sao? Xả hết. Rồi đến cái giai đoạn thứ ba, mình hành Bồ Tát Đạo, thì bây giờ lại cất. Nhưng mà cất cái này không phải cất cho mình, mà cất cho ai? Cất để cứu giúp chúng sanh. Chứ không cất lấy gì có. Nhưng bây giờ á, ở cái điều cái hạnh này á, tức là mình nguyện không có, mình không có thâu gom. Nhưng mà nếu ở đâu đó nó đến với mình thì mình phải là cái người giữ cái đó để mình trang rãi cho chúng sanh. Và chúng ta là người gì? Thí dụ bây giờ người tu này ha, bỏ hết, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, cái tự nhiên có gì biết không? Có cái chùa là như cái nhà rồi à, có đệ tử. Rồi nói chung là mình xả những cái thế gian, nhưng mà bù lại mình có cái gì đó mà nó phụ thuộc vào cái đời sống người tu. Nhưng mà thật sự ra tất cả những người tu ở đây là gì biết không? Là cái người giữ thôi, chứ không có cái gì của mình đó. Cái chùa này là của chung mà, của bá gia bá tánh đóng góp, rồi chúng ta cùng có một cái đạo tràng, một cơ sở, để rồi tất cả những người ở đây là những người phải có trách nhiệm giữ gìn. Để làm gì? Để duy trì, để tiếp tục dùng cái chỗ này để phổ độ, để cho chúng sanh chi dùng. Cho nên mình giữ cái chỗ này là để giữ, để làm gì? Giữ để cứu giúp chúng sanh, chứ không phải giữ cho mình ở. Ví dụ như bây giờ mỗi cuối tuần xong phải dọn dẹp, phải chùi rửa, phải giữ gìn cho tươm tất, để rồi chúng sanh có vô người ta dùng nữa. Như vậy chứ bây giờ có giữ sạch thiệt sạch, ta tối thầy trò có ôm mền ở đây lăn hết cái chùa ngủ đó cũng gấp nào đó thôi. Nhưng mà mình luôn luôn tâm niệm mình là người giữ chùa. Cho nên á, những cái vật dụng ở trong chùa đó tất cả mọi người được dùng, nhưng phải có bổn phận giữ gìn. Đó, quý vị thấy cái tâm Bồ Tát nó khác không? Tức là mình không có giữ cho riêng mình, nhưng mà không có nghĩa là mình quỷ của, không có nghĩa là mình không có biết tiết kiệm. Tức là mình vẫn giữ, nhưng mà giữ không phải để cho riêng mình, mà giữ để cho tất cả có tiếp tục mà chi dùng. Nó vậy thôi. Pháp Hòa nói ví dụ như là mình khui một cái lon nước cốt dừa mình xài. Khi mình xài xong rồi mình xài không hết, thì không để yên cái lon đó như vậy mà cất tủ lạnh. Tại vì theo nguyên tắc thực phẩm, một cái gì mà trong cái lon thiết mà chúng ta đã khui ra rồi mà không trút nó ra cái hũ, cái chén, mà để yên trong cái lon đó thì nó sẽ ra độc, thì đại chúng ăn vô sẽ mang bệnh. Thấy không? Mình giữ mà giữ và phải bảo đảm sự an toàn cho mọi người, thì cái giữ đó mới đúng là cái giữ của Bồ Tát. Còn cái kiểu giữ mà bất cần á, xong rồi cứ nhét đại vô tủ đi, rồi kỳ sau ai cần tự kiếm á, thì cái này chưa phải. Nó rõ ràng như vậy. Mình xài xong một cái gì đó rồi á, mình nhớ chùi rửa xong rồi mình cất trở lên để mai mốt chúng sanh khác có mà chi dùng. Cho nên nó cái hạnh của Bồ Tát tu á, là nó thực tế mà nó rõ ràng, chứ không phải cái kiểu như là, ôi của chung mà tôi đâu giữ, tôi chi kệ để đó đi. À không phải, để mà để làm sao chứ? Để mà chúng sanh ta có xài lại được nữa không? Cũng giống như á, Pháp Hòa mỗi lần mà đi đâu mà Hòa thấy ha, chai ớt mà khui rồi mà để ngoài ha, hũ tương mà khui mà để ngoài là Pháp Hòa đem cất tủ lạnh. Bởi vì theo nguyên tắc thực phẩm á, cái gì mà khui rồi á mà ăn không hết là phải cất tủ lạnh. Chẳng hạn như cái chai tương ớt mình ăn đó, không có để ngoài, khui rồi mà trên cái chai cái hũ nó đã để rõ mà, để tủ lạnh sau khi đã mở, đã khui ra. Bây giờ mình thực hiện như vậy, dù không có một cái nhãn hiệu nào mình đang hành Bồ Tát Đạo, đang sống bằng đại nguyện của Thắng Mang, nhưng mà thật sự đó là đại nguyện của Thắng Mang. Con không có bỏng sẻn, con xin giữ gìn. Nếu con phải giữ gìn thì chỉ vì chúng sanh mà con giữ.
chứ không phải mình xài cái gì xong rồi mình bỏ phế bỏ càng rồi bất biết, phải giữ gìn. Thí dụ như là mình xài một cái búa xong, mình phải đem vô mình cất đúng cái vị trí đó để nó không có bị thất lạc. Mình xài bất cứ cái gì mà nhiều khi ở cái chỗ công cộng là nó dễ có cái sự việc xảy ra, đó là cha chung không ai khóc, là chẳng ai quan tâm tới ai. Cái đồ vật gì xài rồi cứ để bừa bãi, ai dọn dọn, ai gom gom, không có lo lắng gì hết. Chưa phải. Cho nên đại chúng thấy cái điều này. Ngày xưa mình ở trong nhà Phật, chúng ta có cái danh từ chẩn tế. Chữ chẩn là gì? Chữ chẩn là cứu giúp. Chữ tế là tế độ. Ví dụ như là mình mang mỗi năm á, mình đem gạo, đem nước tương, mình đến những cái vùng nghèo mình chẩn tế. Tức là người ta nghèo, đói, khổ, mình cho người ta. Để mình làm gì? Mình cứu giúp người ta qua được cái nạn đói khổ, và đồng thời có những lời nhắc nhở cho người ta trên cái bước đường tu nhân hành thiện. Rồi á, ngoài cái chẩn tế, chúng ta còn có một đối tượng để chẩn tế. Đó là chẩn tế cô hồn. Quý vị có nghe cái từ chẩn tế cô hồn phải không? Cái chữ chẩn tế chung là ở đâu không có chẩn tế, người sống cũng cần chẩn tế nữa. Chẳng hạn như bây giờ Tây Thiên cần chẩn tế đó. Đó là cái chỗ đó cần thì mình cứu giúp. Nhưng mà có những đối tượng người ta nghèo, người ta đói, đói ăn, đói uống, và đói luôn cả hiểu biết giáo pháp. Cho nên trong cái lễ chẩn tế cô hồn á, là mình triệu thỉnh các loài cô hồn về, xong rồi mình nói đạo lý cho họ nghe, mình thuyết pháp cho họ nghe, và đồng thời mình phải vì cô hồn mà thiết lễ sám hối cho người ta nữa. Cho nên trong nghi thức cô hồn có cái phần tụng hồng danh bảo sám, để cho các âm linh cô hồn đó, nhiều khi họ đói quá, họ giành giật với nhau, cho nên mình mới có nhiều thức ăn và nhiều loại, bởi vì cô hồn nó nhiều loại lắm. Con nít bị người ta phá thai, cô hồn. Người mẹ mang thai một đứa nhỏ, khi sanh ra mẹ con cùng chết, người mẹ cũng thành cô hồn. Vua chúa, quan liêu, cung phi, mỹ nữ chết, bây giờ ai cúng mấy người đó nữa đâu, thì những người đó cũng có thể trở thành cô hồn. Cho nên nó có tới 12 loại cô hồn và 36 chủng loại. Cho nên khi mà người ta thỉnh cô hồn, quý vị có nghe thỉnh không? U tù lĩnh ngộ, trúng than trúng dược, bị trúng độc á, tự vận tự ải, tự mình, có những người tự treo cổ kêu tự vận, nhảy xuống nước tự vận tự ải, trúng than trúng dược, sản nạn cô nhi, những người mang thai sản nạn cô nhi, oan hồn uổng tử, có những người khách thương cái giả, hình lục tù nhân, tức là những người đi buôn đi bán rồi chìm ghe chìm thuyền lật xe chết mất tích, phải không? Rồi những người đi vượt biên vượt biển mất. Cho nên khi mình cúng đó, mình mời hết các vị đó. Rồi gì nữa? Vong biên thất ký, thất tích mộ phần. Có những người chôn xong rồi thời gian mồ mả nó bị mộ bia nó bị mờ chữ, không còn ai nhận diện ra mộ bia này là của người nào. Hay là như vừa rồi Pháp Hòa có một Phật tử mới đây thôi, cô mới nói cho Hòa nghe là cô mua miếng đất cô cất nhà, mà cô đâu có biết miếng đất đó là gì đâu, cho nên tối nào ngủ cũng thấy quá trời người âm. Tới hồi cô đi điều tra ra thì miếng đất đó là ngày xưa là một cái nghĩa trang mà bị người ta giải tỏa sang bằng để lấy đất bán cất nhà. Cô không biết cô mua nhầm miếng đất đó. Thì nó ví dụ vậy đó. Cho nên gọi là thất tích mộ phần. Những người sống đó, họ bây giờ họ mồ mả, họ bị người ta san bằng, hoặc là có những người bia nó mờ hết,
Rồi có những người, thí dụ thôi, những người vượt biên qua được ở nước ngoài này, không có người thân, rồi khi mất đi rồi cũng không có, coi như là họ chết ở nước ngoài rồi họ cũng không có người cúng tế. Trường hợp ở đây mình thỉnh thoảng cũng có ly hương biệt quán, thất tích mộ phần. Nói chung là tất cả các loài mà người ta không có nơi nương tựa. Cho nên mình cũng nhớ nghĩ, cái lòng từ bi của mình nhớ nghĩ đến họ. Cho nên mình là khi mà cúng cô hồn là phải vận dụng cái tâm cúng, chứ không phải miệng cúng không. Như nãy quý vị, hồi chiều quý vị cúng cô hồn đó, khi nào mà tới cái giờ cúng đó là mình phải đem cả cái tâm lực của mình đi vào trong cái lời kinh, đi theo những cái câu kinh đó. Thí dụ như trong đó có câu là khai yết hầu chơn ngôn, tức là cái thần chú này, cái chơn ngôn này sẽ khai mở được cái cổ họng của loài cô hồn. Thì trong khi mình tụng cái câu đó thì mình nhớ tưởng là cái cổ họng của họ được mở ra để họ có thể nuốt được những thức ăn mà mình cúng cho họ. Khai yết hầu chơn ngôn, giải quan kết chơn ngôn, những cái xiềng xích, những cái gọi là bế tắc họ, mình quán tưởng để cho họ cũng đồng về với mình. Rồi phổ triệu thỉnh chơn ngôn, Nam mô bộ bộ đế rị đó, tức là mình tụng câu đó mình nghĩ tưởng đến họ đang vân tập về đây đó. Rồi nhũ hải chơn ngôn, tức là bây giờ họ đang ở trong một cái biển sữa, họ thấm nhuần thức ăn như là biển sữa, họ thấm nhuần giáo pháp như biển sữa. Vô già chân ngôn, vô già thực chân ngôn, tức là thức mình đọc cái câu thần chú này thì làm cho thức ăn không còn ngăn ngại đối với họ nữa, họ có thể ăn uống đầy đủ hết. Phổ biến thực chân ngôn, khi tụng cái đó tâm tưởng phải nghĩ đến thức ăn. Biến thủy chân ngôn, tâm nghĩ đến nước uống, vân vân. Là chẩn tế, chẩn là chữ cứu giúp, tế là tế độ, cho ăn mà còn ban cho người ta cái lời giáo pháp. Bây giờ cái nguyện thứ 7 của Thắng Mang, Hòa Thượng Trí Tình dịch: Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, con hành tứ nhiếp sự mà chẳng cầu ân báo, không lòng tham lợi, không lòng nhàm đủ, không lòng hạn ngại, luôn nhiếp thọ chúng sanh. Thầy Tuệ Sĩ dịch: Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, con sẽ không bao giờ vì riêng mình mà thực hành bốn nhiếp pháp. Thường thường á, đây là bốn nguyên tắc để duy trì sự đoàn kết đời sống tập thể: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Một cái đoàn thể nào, một đạo tràng nào muốn duy trì tốt đẹp thì tất cả mọi thành viên ở trong cái đoàn thể đó giữ lấy bốn cái điều này để thực thi thì cái đoàn thể đó vững mạnh. Bố thí. Bố thí là cái gì? Tức là mình chia sẻ. Không phải chia sẻ của cải, mà có đôi lúc mình còn chia sẻ thời giờ của mình, việc làm của mình. Bố thí. Mà đoàn thể nào muốn vững mạnh mà không có ái ngữ thì làm sao đoàn thể đó hòa thuận mà đi xa được, đi lâu được. Rồi bây giờ đoàn thể nào cũng mỗi thành viên trong đó không thấy cái việc gì lợi lạc cho đại chúng để chúng ta làm hết thì làm sao? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ bây giờ hôm nay mình đi, mình biết là người ta tặng cho chùa một cái thùng bột bánh xèo mà ta quậy rồi hết rồi, ta làm sẵn hết, giờ ta cúng cho chùa. Bây giờ nếu mình không để thời gian mình một người nào đó trong chúng đứng ra chịu trách nhiệm làm cái món bánh xèo để cho đại chúng được ăn mà không phí cái bột, thì cái bột này sẽ bị đem đổ đi, nó chua, nó hư, nó đem đổ đi.
Vậy thì chúng ta phải lợi hành, tức là thấy cái điều này chúng ta làm là vì lợi ích cho toàn thể, chứ không vì cá nhân mình. Mà rồi cái người kia thấy trời sư tỷ mình hy sinh đổ bánh xèo, thôi mình vô mình phụ lặt rau để một lát nữa đại chúng cùng có ăn, thì thiếu sự đồng sự. Mà thiếu đồng sự, thiếu lợi hành, rồi tới hồi mà nó hư cái thì người này nói qua người kia nói lại cái thiếu ái ngữ, thấy không? Rồi lúc đó, đó mình không có bố thí thời gian cho ai hết, mà mình bố thí một đống phiền não, mỗi người một cục về ngậm chơi cho vui. Thành thử ra đoàn thể nó không vững được. Cho nên đó, cái hạnh nguyện của Bồ Tát đó, là phải lấy một vị nào muốn sống trong đoàn thể hay muốn đoàn thể mình vững mạnh. Hồi chiều này Pháp Hòa ở trong phòng để mà làm việc, thì Pháp Hòa ngó ra cửa sổ, Pháp Hòa thấy có một Phật tử làm một cái việc mà không cần ai biểu, đi lấy một cái thùng cát rải xung quanh cái bạc kinh mà bị hôm nay đường nó rất là trơn, nếu không làm thì mấy vị Phật tử đi xa té. Đó, đó là lợi hành đó. Cái gì lợi cho chung, lợi cho mọi người, tại sao mình không làm? Tại sao mình không làm? Cái đó là lợi hành. Mà đồng sự, đồng sự là sao? Bây giờ đây mấy cô bác ở trong bếp đang nấu ăn, có người đang rửa chén, có người đang quét dọn, thì tôi cũng đồng sự với mọi người. Tôi kiếm việc tôi làm, tôi làm cái đồng sự của tôi là tôi đi ra ngoài, tại vì chỗ này không có người làm, tôi ra tôi xúc tiết, tôi ra tôi cắt cỏ, tôi ra tôi tưới cây. Hồi sáng này Pháp Hòa đi lên chánh điện mới thấy một cái chậu hoa nó người ta mới cúng đâu chưa đầy một tuần mà nó rụng queo hết trơn, cầm lên không có một giọt nước. Thì cái bình bông đó là gì biết không? Con chung không ai lo. Nó là cái trường hợp như vậy. Cho nên mình làm sao mình sống mà mình phải tự mình ý thức. Tại vì nếu mà người ta cứ rỉ rả, người ta nói hoài thì nó đâm ra nói nhiều, phải không? Mà khó chịu. Thành thử ra cái này là cái sự thực tập, chứ không phải là một lý thuyết. Muốn cho đoàn thể mình, muốn cho cái gia đình, bây giờ mình nói nhà mình đi, cái nhà của mình á, mình phải ngó ngàng chút chứ. Ai mà đi làm không cực, thí dụ như mình nói tôi đi làm về mệt thì tôi phải ngủ. Ủa, mình ngủ thì người khác cũng ngủ, chồng ngủ được thì vợ cũng ngủ được, mà nếu sống vậy thì nó sanh nảnh hết trơn rồi. Cho nên rồi á, mình phải làm sao mình ý thức cái này gọi là tứ nhiếp pháp. Đây là bốn phương pháp mà tất cả chúng ta cần phải nhiếp ở trong lòng, giữ ở trong lòng, thọ trì ở trong lòng, rồi ứng dụng trong đời sống. Mà không phải chỉ ở chùa nha, bất cứ một nơi nào có được bốn cái này là nơi đó vững mạnh. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng cái nhà của mình, nếu mà thực hiện được bốn cái này coi có phải là vợ chồng gia đình êm thấm không? Đâu phải chỉ ở chùa không. Ví dụ bây giờ hai vợ chồng già ở chung với nhau, giờ con cái lớn hết rồi, dọn ra ngoài hết rồi, tuyết nó rơi cái mình ra mình nói ông đi xúc tuyết đi. Hỏi bà làm gì? Tôi ngồi tôi coi ông xúc. Nhưng mà nếu mà đồng sự là hai người ra mặt, thật sự ra ổng cũng không để mình làm nhiều đâu, nhưng mà ra mình đồng sự cho nó vui. Hay là ngược lại mà bà ra xúc mà ông ngồi trong nhà ông coi tivi, coi không được. Cái đó là coi không được chứ không phải là coi tivi. Một người làm một người ngồi ngó đó, là cái đó người ta kêu là coi không có được, chứ không có coi ngó gì hết trơn á. Cho nên á, nhiều khi cái người mà người ta thấy làm cực quá, cái ta mới hốt ngao, người ta nói nhiều khi á, mình biết nhiều mình khổ là cực là vậy đó. Cái người mà người ta không có khe gì hết, có là ăn có là thôi thì nó khỏe, phải không? Còn người sống mà biết quan tâm, biết để ý, rồi mình cực, rồi mình cứ phiền muộn, mình nói tại sao như vậy mà không ai để ý, không? Thật sự ra đôi lúc mình bực, mình nói như vậy, nhưng mà rồi mình cũng vẫn phải biết mình phải làm thôi, chứ không làm rồi làm sao? Không làm rồi làm sao?
Cho nên rồi phải để tâm hết tất cả mọi cái sự việc, dù việc đó rất nhỏ. Nhưng mà nếu cái việc nhỏ nó không làm thì coi như là nó hư chuyện, và một lát nó lụp chụp hết. Cho nên Pháp Hòa với quý vị biết, mỗi lần mà đi đâu làm cái gì là phải dặn dò từng ly từng tí. Tại vì nó chỉ cần thiếu một chút đó thôi mà nó không. Cho nên rồi phải nhắc nhở cái chuyện đó, là vì mình nghĩ tới cái chung thôi. Chứ còn nếu mà ôi tôi ở nhà tôi làm để ta khen tôi giỏi, còn tôi không cần biết mấy người làm dở ẹt cái ở nhà ta nói có tôi ở nhà chuyện nó mới hay, còn không có mình không có cái tâm đó. Đi vắng cũng muốn mọi việc nó tốt, tại vì không phải là mình làm cái này cho ai mà vì cho tất cả mọi người, mà người ta đang cần tới mình thì mình mới tới giúp. Cho nên trong này nói rõ bốn nhiếp sự là bốn nguyên tắc duy trì sự đoàn kết của đời sống tập thể. Nhỏ thì giới hạn trong phạm vi gia đình thân thuộc, lớn thì cho tất cả chúng sanh. Đó, ta giải thích rõ như vậy. Nếu mà ở trong một cái gia đình nhỏ của mình mà mình thực hiện được bốn cái này thì tự nhiên gia đình mình nó yên thấm, đoàn thể của mình nó cũng tốt. Ái ngữ bố thí, ái ngữ lợi hành đồng sự. Quý vị nhớ bốn chữ đó ha. Bố thí là mình cứu giúp, ái ngữ là mình nói những lời nhẹ nhàng, lợi hành là giúp đỡ mọi người tránh khỏi cái thiệt hại về vật chất tinh thần. Cái điều đó có lợi mà sao không làm? Thưa đại chúng, cô Phật tử hồi sáng đó, cô đang khỏe lắm, cô không có gì trở ngại, tức là xưa nay cô cũng bệnh nhưng mà bình thường thôi. Thì cách đây 3 tuần trước khi Hòa đi xa thì cô nói chuyện với cô, đi về thì nhận tin là cô đang nằm bệnh viện. Thì cô mới kể với Pháp Hòa là cô đi làm răng rồi ra máu nhiều, rồi nó nhiễm trùng, rồi đi thử thì bây giờ phát hiện cô bị ung thư máu. Tức là có 1 tuần lễ thôi, mà trong vòng 1 tuần nay là cô xuống 30 pound. Thế thì ngày hôm qua là cô được bác sĩ cho về để chờ sức khỏe cô khá khá rồi bắt đầu mới có thể đi chemo được. Thì Pháp Hòa mới thấy rằng hôm nay chúng ta cũng tập hợp đại chúng để tu bái quan trai, và buổi sáng thường chúng ta có 1 thời kinh. Thì thôi để mình an ủi, làm cho tâm cô được nhẹ nhàng, thì mình nói với cô là lên chùa tụng thời kinh. Và đồng thời gần đây mấy bác nhà mình cũng bệnh nhiều, thôi thì chúng ta cùng làm một cái lễ tụng kinh dược sư cầu an cho tất cả quý bác. Mình không có thể thay thế quý bác để mình thay thế cái bệnh được, mà quý bác cũng không cần mình cho tiền cho thuốc gì hết, mà chỉ cần cái tình đối với nhau. Vì vậy cho nên sáng hôm nay Pháp Hòa mời đại chúng cùng tụng một thời kinh để cầu nguyện cho tất cả quý bác quý Phật tử của mình ở đây đang bệnh. Thì nếu mà quý bác không có mặt ở đây nhưng mà quý bác biết được là thầy cũng như đại chúng các bạn đồng tu có quan tâm, có nghĩ tới mình, có gửi cái năng lượng bình an đến cho mình, thì tự nhiên quý bác cũng vui. Thì thưa đại chúng, cái đó là gì? Đó là lợi hành. Rồi quý vị nghe tụng kinh, quý vị cũng lên cùng tụng, gọi là đồng sự. Bây giờ mình không có phone, mình hỏi cái bác đó thế này thế kia làm cho bác thêm phiền não, mà mình gửi cái năng lượng bằng lời kinh, cái đó gọi là ái ngữ. Rồi đại chúng cũng đến đây để chút thì giờ của mình, chút năng lực của mình, chút sức của mình để góp lời cầu nguyện, gọi là bố thí. Vậy thì chỉ một hành động của mình mà nó đủ cả 4 nhiếp ở trong đó, là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thí dụ bây giờ á, nếu mình không làm việc này, lặng lát nữa về nhà là có chuyện nè, ông xã về là có chuyện, hoặc bà xã về có chuyện, mà chỉ cần làm này thôi là mình đã bố thí 3 cái khác rồi đó. Lợi hành nè, đi về thấy nhà cửa tươm tất, cái bà khỏe, bà nhẹ, bà đi vô bà nấu ăn, bà nhẹ nhàng, bà không nói hết, thì mình đâu có chọc bà nói nóng. Mà không nói nóng tức là bà ái ngữ rồi.
Rồi mình bố thí cho bà được nụ cười, bà về bà thấy cái đó là bà nhẹ nhàng rồi. Cho nên cái việc làm của chúng ta chỉ cần một việc thôi mà nó đầy đủ những cái đạo ở trong đó. Cái thứ 8, bây giờ cái 7, cái 8 gọi là nhiếp chúng sanh, tức là làm cho chúng sanh hết khổ. Bây giờ mình cứu khổ chúng sanh. Hòa thượng Trí Tịnh dịch: Bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho đến ngày thành Bồ Đề, thấy có chúng sinh nào không chỗ nương tựa, bị giam cầm, trói buộc, bệnh tật, khổ não, các thứ nguy ách, thì con trọn chẳng bỏ lìa họ, quyết mong cho họ được an ổn, đem lợi ích lành cho họ. Hòa thượng Trí Tịnh dịch trong kinh Đại Bảo Tích. Thầy Tuệ Sĩ dịch: Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành Bồ Đề, con sẽ vì hết thảy chúng sanh bằng tâm không ái nhiễm, tâm không mệt mỏi, tâm không hạn ngại mà luôn nhiếp thọ chúng sanh. Khi mà mình muốn hành cái hạnh của Bồ Tát đó, tức là mình, thầy Tuệ Sĩ thầy dịch rõ ra, thì chúng ta phải biết đó, mình muốn thực hiện được cái tâm Bồ Đề mình đó, thì mình phải có ba thứ tâm. Một là tâm không ái nhiễm, hai là tâm không mệt mỏi, ba là tâm không hạn ngại, thì mình mới thực hiện được cái tâm Bồ Đề của mình. Ví dụ bây giờ mình có ái nhiễm, tức là mình có thương, mà có thương tức là có đối tượng, phải không? Mà bữa nào cái đối tượng nó không làm mình thương nữa, cái làm sao mình nghỉ tu, mình không muốn làm nữa. Tại vì mình không, cho nên Bồ Đề tâm là gì? Phải có cái tâm đừng có dính mắc bất cứ ai hết á, chỉ vì lợi chung mà làm thôi thì nó khỏe. Tâm không ái nhiễm. Cái thứ hai là gì? Tâm không mệt mỏi. Tại vì thường thường á, làm hồi nó mệt lắm á, tại vì không ai phụ mình hết. Chẳng những mình mỏi mệt cái thân mà mình luôn cả mỏi mệt cái tâm. Và tâm không hạn ngại. Nếu cái điều đó có lợi mà chúng ta phải chịu cực để vượt qua, thì cái khó khăn đó nó không là cái ngại ngùng cho mình. Bồ Tát không từ khó nhọc, không sợ nguy hiểm, không tránh xa những nơi mà chúng sanh bị đọa đày, bị áp bức, bần cùng, khốn nạn, yếu đuối, không nơi nương tựa cậy nhờ. Đây là cái hạnh cứu bạc. Mà trong các vị Bồ Tát của mình, ai là cái nguyện này? Bồ Tát nào có cái nguyện mà ở trong cái chỗ khổ nạn để cứu người ta? Địa tạng. Cái chỗ tối tâm, cái chỗ tối tâm, cái chỗ mà cứng chắc, tối tâm dày khổ, thì có Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên nó có cái hay là Bồ Tát Địa Tạng ở địa ngục. Cái chữ địa ngục là gì? Là nơi nào tối tâm dày đặc sự thiếu hiểu biết, thì nơi đó cần có Bồ Tát Địa Tạng. Bởi vì Địa Tạng là tượng trưng cho tâm, mà tâm thì phải sáng, phải vững, thì mới ở trong chỗ dày đặc tối tâm đó được. Cho quý vị đừng có sợ, đừng có sợ là nói trời thôi thôi tu thờ Địa Tạng đâu, thờ Địa Tạng độ thờ cho người chết, không phải. Cái mình, nếu mình hiểu vậy là mình hiểu sơ cơ lắm, hiểu sơ cơ lắm. Mình là Phật tử thuần thành, học kinh Phật nhiều rồi, thấm nhập Phật pháp rồi, thì phải hiểu được hình tướng, ý nghĩa và hạnh tu của Bồ Tát Địa Tạng. Và thậm chí nếu mình muốn nói cho rõ ra là mình cần Bồ Tát Địa Tạng. Tại vì có trong kinh nói, hỏi địa ngục ở đâu, câu trả lời nè: nơi nào có chúng sanh, nơi đó có địa ngục. Tại sao vậy? Tại vì hễ còn chúng sanh là còn tham sân si, mà còn tham sân si thì còn địa ngục. Cho nên ta hỏi địa ngục ở đâu, nơi nào có chúng sanh, nơi đó có địa ngục. Vậy thì địa ngục không chỉ ở lòng đất, địa ngục vẫn có thể ở ngay chánh điện này. Địa ngục có thể ở bất cứ một cái nơi nào mà nếu nơi đó có tham, có sân, có si sinh khởi, không có hiểu biết. Người ta cũng hiểu, nhưng mà không phải hiểu biết mà là hiểu lầm.
Thành thử ra nó như vậy đó. Bồ Tát phải san bằng cái nỗi khổ đó. Tuần rồi thầy Đức Tạng đi chợ. Trên đường đi chợ cái thì thấy đang đậu xe, thì thấy ở trước thấy hai cái xe nó đụng nhau. Nó đụng nhau xong rồi thì mấy đứa nhỏ ngồi trên xe tới giờ nó đi học. Thì cái người cha của mấy đứa nhỏ trên xe mới nhờ thầy Đức Tạng chở mấy đứa nhỏ đi học. Chẳng những vậy mà còn nhờ trở lại làm chứng. Làm chứng là làm chứng làm sao? Chỉ nói sự thật những gì đã xảy ra trong cái thời gian tai nạn đó. Cái Pháp Hòa mới hỏi mấy đứa nhỏ đó mấy tuổi. Thầy mới nói dạ nó cũng mười mấy hết rồi, nó đi học, mới học thêm đó mà. Pháp Hòa nói à chắc có lẽ mấy đứa nó lớn người ta mới dám giao cho con á. Chứ thưa theo thường thường á, một cái người lạ người dưng ai dám đưa con mình cho người ta chở đi học, phải không? Nhưng mà rồi á mình cũng nghĩ là thứ nhất là mấy đứa nó lớn. Rồi Pháp Hòa mới nói rồi người ta có xin số phone con không? Nói dạ có, con cho số phone. Và đồng thời khi mấy đứa nó tới trường học rồi thì con cũng gọi cháu cho họ biết là con họ đã tới nơi an toàn. Thì ý Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là nếu mà mình muốn làm Bồ Tát hạnh ở nơi nào đó trong cái đời sống này, nó có thể nó có cho mình thực hiện được hết à. Không có lo cứu khổ. Cũng giống như cái thùng rác của chùa vậy đó. Cứ vài ba tuần là ở đâu một nguyên một cái bộ ghế salon tổ bố nó tới. Vài ba tuần là cái máy lạnh, cái tivi. Mà thiệt sự và cái tivi, cái mới đây nhất là nguyên một cái ghế salon dài bự. Quý vị đi ngang quý vị thấy đó. Nghĩa là mình bây giờ quý vị không có tin là nghĩa là của trên trời rơi xuống thì đây. Nghĩa là không cầu mà tự đến. Nhưng mà nếu mà không ai cứu khổ nó đó, không ai cứu khổ nó đó, thì chỉ cần vài tuần lễ nữa thôi là mình sẽ nhận một cái thơ của CT gửi xuống, ra lệnh là mình phải dời cái ghế đó đi liền, còn không là sẽ bị phạt. Cho nên là cách đây mấy ngày là chú Tuệ Văn với anh Nhung á đã mở cửa, và không phải cửa địa ngục mà mở cửa xe truck, phải chở cái ghế đó đi để giải quyết. Thứ nhất là mình cần chỗ đậu xe. Thứ hai là theo luật của thành phố á, là mình không được quyền để những cái rác rưới bừa bãi trong vòng một thời gian nào đó mà cứ bị hoài. Vừa rồi mới đây nhất là mấy cái giường luôn, họ dọn nhà rồi giường bự bự ở đâu không biết, họ khiêng họ để một đống, rồi có khi thì xe đạp mấy chiếc vậy đó, không? Cho nên có biết là mình có tu được hay không là cứ lâu lâu cứ ngó cái thùng rác đó. Cho nên nó cứu khổ nó có ngay trước mặt vậy đó. Ta kêu là cứu bạc á. Chữ cứu á, tức là mình giúp. Chữ bạc là mình trừ. Thí dụ như quý vị tụng cái câu này nè: bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, đắc sinh tịnh độ đà la ni. Thì cái chữ bạc đó là gì? Nhổ trừ nó ra, nhổ cho sạch. Bạc tức là mình làm cho nó trừ sạch. Trừ sạch tất cả những cái nghiệp chướng căn bản để có thể sinh về tịnh độ. Cho nên bài thần chú đó có tên là bạc nhất thiết nghiệp chướng. Và Bồ Tát Địa Tạng chúng ta niệm sao? Nam mô U Minh giáo chủ cứu bạc minh đồ, tức là nhổ sạch những cái khổ đau ở cái cõi tối tâm đó. Chỉ có tâm mới làm được, sức lực con người làm không được. Chỉ có tâm lực mới làm được, còn sức lực làm không được. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng phải phát cái nguyện là cứu bạc minh đồ. Pháp Hòa thấy ha, nhiều lúc đó người ta cho rau, trời ơi mình nhìn mấy chục thùng rau là uể oải luôn. Mở một thùng rau nào ra nó hư tùm lum hết, vậy mà rồi nó cũng xong. Cái đó đâu phải sức lực làm được, cái đó là phải tâm lực. Thứ nhất, người ta đã cho là mình phải dùng. Công trở về đây rồi. Rồi cái thứ hai là trong cái đống dơ này nè, nếu chúng ta chịu khó sàng lọc nó sẽ ra được một số tốt.
Cho nên á, lặt rau mà nếu biết quán á, thì ngồi đó mà lặt rau mà là tu. Tại vì trong cái đống dơ này nè, trong cái đống hôi thối này nè, mà nếu chịu khó ngồi lượm lặt là một lát nữa, hôi thối sẽ ở một bên và cái sạch nó sẽ về một chỗ. Cho nên mỗi lần mà quý vị lặt rau và đi ngang, Lục Thái Hòa nói trong bụng là quý vị này đang tu mà không biết có quán. Nhưng mà Pháp Hòa biết là không, nhiều khi không nói là tôi đang quán, nhưng mà có suy nghĩ tới, trời ơi, bây giờ cái này mà không chịu khó làm thì sao đây, nó hư hết. Trời ơi, nhiều khi quý vị nhớ cà chua không, đem về là nó chảy nước luôn á. Vậy mà ngồi lọc hồi lại là xong hư hết, tâm lực mới làm được. Còn cái người mà trời ơi trời vậy rồi sao chừng nào mới hết, ngồi nói hoài không bao giờ nó hết. Nói hoài không có hết, ngồi xuống. Mỗi người một cái dao, làm rồi sao hết. Hay lắm. Mà và thưa đại chúng là cái chỗ cứu khổ đó là nó có đều đều. Cho nên ai mà muốn thực hiện được cái tâm lực của mình sao là lâu lâu mỗi tuần nhớ gọi về chùa, gọi coi rau thúi về chưa. Nếu mà về rồi cho con xin lên cái shop đó. Nếu mà lên ngồi ngay đó, đừng có phiền muộn gì hết. Cái đó là cái pháp tu. Xin lỗi đại chúng là người ta lọc kim cương á, người ta lọc bằng cách nào? Người ta cũng phải lấy một cái rổ, người ta xúc ở dưới cát lên, rồi người ta đãi, có nhiều khi đãi nguyên thau không có gì hết, đãi tiếp, đãi cát tìm vàng. Đãi cát tìm vàng. Còn bây giờ là gì? Đãi rau thúi tìm rau ngon. Đó. Lấy sức lực để thử cái tâm lực của mình. Mình lấy cái sức mình ra để mà mình, cho nên mà nếu mình ngồi đó, mình cứ ngồi đó, trời ơi nhiều quá, cứ lâu lâu đếm còn mấy thùng, đếm hoài nó không hết đâu, đừng đếm, cứ làm đi, hết nào ngày. Cái thứ 9, cho nên tháng mang nguyện ngang, từ nay đến lúc thành Bồ Đề, con sẽ vì hết thảy chúng sanh mà nhiếp thọ họ, không ngăn ngại, không ái nhiễm, không mệt mỏi. Người nào muốn có được cái tâm lượng, cái tâm Bồ Đề á, thí dụ như này, anh có phát tâm Bồ Đề làm không? Bằng cách nào để biết người đó có tâm Bồ Đề? Và chất liệu nào để có tâm Bồ Đề? Muốn có được tâm Bồ Đề thì phải có ba chất này: không ái nhiễm, không mệt mỏi, không ngăn ngại. Thí dụ như giờ mình giúp ai cứ giúp thôi à. Mình nói tại nó dễ thương tôi giúp, cái bữa nào nó hết dễ thương cái mình không giúp. Không có gì, không có gì dễ thương mà giúp. Bạch Đức Thế Tôn, kể từ nay cho đến lúc con thành tựu Bồ Đề, nếu gặp chúng sanh cô độc, bị giam cầm trong ngục tối, tật bệnh, đủ mọi thứ ách khốn khổ, con không bao giờ rời bỏ dù chốc lát, mà phải mong sao cho họ được an ổn bằng hành vi thiết thực, khiến cho thoát khỏi mọi thống khổ, sau đó mới rời bỏ. Đây là giới Bồ Tát đó nha. Người nào mà thọ giới Bồ Tát rồi thấy người ta bệnh mà không kiếm người chăm sóc mà bỏ đi chơi là không được á. Trước khi đi là phải kiếm người chăm sóc á, phải giao lại đó. Nói tôi bận việc này tôi đi, anh này anh bệnh mà chưa hết nè, mà tôi đang chăm sóc nửa chừng này, anh có lên anh giúp tôi. Bồ Tát biết rõ phát nguyện như vậy cho nên cứu bạc. Rồi bây giờ nè, bây giờ mình sẽ thấy rằng cái nguyện kế nè, cái nguyện thứ 9. Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay đến lúc thành tựu Bồ Đề, nếu gặp các trường hợp ác luật nghi như săn bắn hay săn chăn nuôi và các sự phạm giới, con sẽ không bao giờ bỏ qua. Khi nào có đủ năng lực gặp những chúng sanh như vậy ở nơi này hay ở nơi kia, đối với những hạng cần thiết cần phải chiết phục, con sẽ chiết phục. Đối với những hạng cần phải nhiếp thọ, con sẽ nhiếp thọ. Vì sao? Vì do sự chiết phục và nhiếp thọ mà chánh pháp tồn tại lâu dài. Do chánh pháp tồn tại lâu dài mà chư thiên và nhân loại được sung mãn, các ác đạo sẽ giảm thiểu, có thể tùy chuyển theo bánh xe chánh pháp của Như Lai mà chuyển vận. Do thấy sự lợi ích ấy nên không bao giờ con bỏ sự nhiếp thọ. Nói tóm lại cái câu này á, mình thấy cái điều xấu ác, mình phải tìm cách mình
đừng để nó sinh khởi. Bởi vì chỉ khi nào cái thiện lành nó còn có mặt thì trời người mới được cái sự an lạc, lợi lạc. Cũng giống như là ở trong trường học á, là những cái người mà người ta đi vào trong trường học á, người ta hành hung học sinh á, thì ở cảnh sát cũng phải có một cái biện pháp. Tại vì nếu không thì các học sinh sẽ trở thành, các cái trường học sẽ trở thành ra một cái nơi không có an toàn, và người ta không có yên tâm để người ta gửi con người ta tới đây đi học. Cho nên sau này quý vị đi tới mấy cái trường học mà những trẻ em á, quý vị sẽ thấy là tới giờ, một là buổi sáng trước khi vô học, hai là giờ trưa khi ăn trưa mà ra chơi, buổi chiều khi tan học, lúc nào nhà trường cũng cử ít nhất là 2-3 thầy cô đi tới đi lui ở trước cửa trường, để cái bóng dáng đó nó trừ những cái kẻ xấu. Tại vì có những người người ta bắt cóc con nít, có những người người ta tới người ta để gì, người ta hận đời cái gì đó, người ta đem súng vô người ta bắn xả trường học vân vân. Thì có những cái trường hợp mới đây quý vị cũng nghe đó, ở bên Mỹ cũng có những cái việc xảy ra mới đây thôi. Cho nên cái bóng dáng đó nó trừ khử cái xấu ác. Cho nên nhiều khi á, hồi xưa người ta tin á, ở trước cửa nhà người ta phải dán hình của một cái ông mà người ta kêu là môn thần á. Môn thần tức là mấy ông thần gác cửa đó. Cho nên người ta dán hai cái hình đó, ta để trước cửa. Ta nghĩ rằng khi dán hai cái hình đó, hai cái ông thần đó, thì những cái tà mị nó không có dám đến gần. Thì có những cái nơi mà chỉ cần xuất hiện cái hình bóng của một cái người có đạo đức, thì tự nhiên những cái người mà có cái tâm không lành không thiện á, họ cũng bị nhiếp phục, họ không dám hành những cái, hay là nói những cái điều không có thiện lợi. Bồ Tát biết rõ nguyên nhân đưa đến nỗi khổ của thế gian, cho nên cương quyết phải diệt trừ. Bồ Tát không để cho các luật nghi hiện hành trong phạm vi mà uy tín và quyền lực của mình có thể chi phối. Ác luật nghi là hành động tội ác. Hành động tội ác gieo khốn khổ cho kẻ khác. Nó có thiện luật, nó có ác luật. Cho nên những cái, có những người người ta có những cái quy định xấu ác của người ta. Thí dụ như người ta nói hôm nay tôi biết cái người đó tới đó, tôi sẽ đến đó tôi phá cho cái chỗ đó nó không thành tựu. Nhưng mình biết cái đó mà mình biết rằng cái uy tín của mình, cái quyền lực của mình đến đó mình sẽ trấn ác được cái đó, thì tự nhiên người đó có mặt. Và quý vị thấy trong cái xã hội á, bất cứ xã hội nào, dù là cái chỗ mà gọi là chẳng hạn như cái xứ của mình ở đây, những cái đại nhạc hội, những cái tiệc tùng đó, người ta đều có một cảnh sát đứng đó. Ta mướn một cảnh sát đứng đó để làm chi? Chỉ cần có cái hình tướng của cảnh sát ở đó thì những cái người mà người ta có cái ý niệm xấu, hay là lúc đó người ta muốn sanh chuyện gì đó, thấy cái tướng đó người ta cũng sợ. Cho nên nhiều khi á, mình có cái quyền, mình có cái uy, hay mình có cái đức, mà nếu mình dụng nó đúng á, thì cái quyền quy đó đôi khi nó cũng là một cái gì đó để nó tránh những cái điều xấu ác nó có thể sinh khởi. Cho nên trong này mới nói nguyên nhân của cái tất cả nỗi khổ của thế gian là mình biết rõ những cái tội ác tức là nguyên nhân. Ở trong Bát Đại Nhân Giác á, có cái câu á, mình phải quán chiếu á, thân này là nơi tích tụ tội lỗi, tâm của mình là nơi phát sinh các điều ác. Cái thứ 10 là cái ý chí mình phải học hỏi để mình bảo vệ. Đây là câu thứ 10. Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến lúc thành tựu Bồ Đề, con sẽ không bao giờ quên mất nhiếp thọ chánh pháp. Vì sao? Vì quên mất pháp còn là quên mất Đại Thừa. Quên mất Đại Thừa là quên mất Ba La Mật. Quên mất Ba La Mật thì không còn ý hướng Đại Thừa. Bây giờ cái thứ 10 là nhiếp thọ chánh pháp.
Nhiếp là mình thu nhiếp và mình thọ trì. Cho nên có nhiều vị giải thích cái chỗ này nè. Chánh pháp là gì? Tức là lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đó là chánh pháp. Mình á, phải thọ sáu cái này, cho nên gọi là nhiếp chánh pháp. Chánh pháp tức là giáo pháp. Ngài Cát Tạng á, thì Ngài dung cả hai cái ý tưởng lại. Ngài nói như thế này: nhiếp có nghĩa là nhiếp là hai phương diện lý và hành. Tức là mình phải học hỏi và mình phải thực hành. Thì thôi bây giờ tóm lại cái câu thứ 10 ý muốn nói cái gì? Mình muốn bảo vệ chánh pháp không cần làm gì hết, chỉ cần mình thật tâm học chánh pháp, thật tâm hành chánh pháp thì chánh pháp không có mất. Bây giờ mình là người Phật tử, thầy nói nôm na là mình là đạo Phật. Mình không muốn đạo Phật bị mất. Mình muốn đạo Phật tồn tại để cho tất cả mọi người cùng học hỏi. Thì giờ làm gì? Phải học chánh pháp, hành chánh pháp. Chứ có nhiều khi người ta hỏi Pháp Hòa: chứ giờ mình muốn phục hưng làm sao? Pháp Hòa nói: bây giờ mình làm gì? Chỉ cần mỗi người mình tự nỗ lực, mình tu thì tự nhiên người ta sẽ hiểu là chánh pháp là cái gì. Để cho người ta, nếu mà ai đó sinh khởi cái tà pháp thì mình thực hiện chánh pháp, thì chánh pháp này sẽ là cái gương để cho người ta soi. Và người ta nói: à, thì ra nó khác với cái này. Cái này là chánh pháp, cái này là tà pháp. Mà mình không cần phải nói ai tà hết. Mình cứ thực hiện cái đúng thì người ta sẽ tự soi rồi. Cho nên cái điều thứ 10 mà Thắng Mang Phu Nhân phát nguyện á, là hộ trì, không bao giờ lãng quên việc hộ trì và bảo vệ chánh pháp. Hộ trì và bảo vệ. Thì bây giờ muốn hộ pháp thì trước hết mình phải cái gì? Pháp Hoài hay nói hoài đó. Nếu mình muốn hộ pháp thì trước hết mình phải để pháp hộ mình. Trong người mình có Phật pháp, mình mới đem hộ Phật pháp được. Bây giờ pháp của mình là gì? Là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là động sự. Mình cứ thực hiện cái đó đi. Thì bốn cái này mình thực hiện được rồi thì tự nhiên mình là cái người bảo vệ chánh pháp một cách viên mãn nhất, hay nhất, và không cần làm gì hết. Không có phải là mình viết bài hay thiệt là hay để rồi mình minh định một cái gì đó. Thật sự cái đó đã có người làm. Và đôi khi người ta, cái người mà người ta cố tình rồi thì mình có nói gì người ta cũng tìm cách người ta phản bác. Cho nên tốt nhất là thôi mình cứ tu, mình cứ làm những cái việc mà một người tu mình cần làm. Thì nói tóm lại á, hôm nay mình học 10 cái hạnh nguyện của Thắng Mang Phu Nhân. Một cái đầu là chúng ta gọi là giữ giới, gọi là nhiếp luật nghi giới. Thứ hai là không khinh mạng, không giận dữ, không tật đố, không bỏng sẻn. Bốn cái đó gọi là nhiếp thiện. Còn nhiếp chúng sanh, tức là chúng ta thực hiện bốn nhiếp pháp và cứu giúp những người khác, gọi là cứu giúp chúng sanh. Và kế đến chúng ta làm một cái hạnh nguyện bạc trừ những cái khổ qua hai cái hạnh cuối, hai cái hạnh 8 và 9, tức là san bằng nỗi khổ và diệt trừ tội ác. Cái chữ diệt trừ ở đại chúng đừng có nghĩ là mình phải đi hành hung giết chóc ai mới kêu diệt trừ nha. Diệt trừ tức là đừng để cái ác nó sinh khởi ở nơi ai, và chính nơi mình cũng đừng sinh khởi. Và cái cuối cùng là chúng ta nhiếp thọ, muốn bảo vệ chánh pháp. Và cái cách bảo vệ tốt nhất là chúng ta học và hành chánh pháp. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình nói cho gần một chút đi. Mình nói tôi muốn bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của tôi. Thì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình của tôi thì mỗi thành viên trong đó tự phải ý thức gia đình mình có cái nhu cầu gì. Thí dụ con mình nó cần mình ở nhà, hay là nó cần mình lo cho nó cái này kia lo cho nó. Rồi mình biết là chồng mình cần mình làm cái gì, mình làm cái đó. Vợ mình cần mình làm cái gì, mình làm cái đó. Ví dụ như con á, nó cần mình đưa đón cho nó. Mà khi mà mình đưa đón đầy đủ thì nó không có làm phiền
vợ, vợ lo việc khác, chồng lo mỗi việc, thì tự nhiên cái gia đình nó hưng thịnh. Ở trong một cái đoàn thể cũng vậy, chúng ta đến đoàn thể là vì chúng ta tình nguyện muốn làm những công việc đó cho đoàn thể, thì mỗi người mỗi việc. Một người mà ôm tất cả thì thế nào cũng không xong. Tại vì một mình mà làm sao hết, mà mình phải ý thức là mỗi người mỗi việc. Lợi hành thì thấy, ai có thấy cái lợi thì chúng ta phải làm. Và đồng sự tức là cùng hợp tác nhau làm. Đừng có người này làm kiểu này rồi kẻ kia làm kẻ khác, không bao giờ nó thành tựu được. Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa mới vừa đi xúc tuyết, rồi cái ai đó đem mớ tuyết đem tới, hay là Pháp Hòa mới vừa rải cát để cho đừng có trơn, rồi cái mình đem nước mình đổ lên mình trôi cát hết mà nó đóng thêm đá. Tức là mình, người ta mới vừa làm này thì mình lại làm cái khác. Có nhiều khi cũng giống như là cái người đệ tử mà ghét cái ông, ghét cái người kia đập cái chân của ông thầy, hai người đập hai cái chân của ông thầy vậy đó, không? Rồi nhiều mình coi phim á, mình thấy trong mấy cái phim á, họ ghét nhau, cái người này đang nấu ăn, cái mới vừa bước ra cửa lấy rau ở trong này họ dục có thuốc độc vô. Thí dụ vậy đó. Cho nên không bao giờ mình xây dựng được cái gì hết. Lẽ ra thì chúng ta sẽ học nhiều nữa ở trong kinh Thắng Mang. Tuy rằng kinh không có dài nhưng mà kinh chứa rất nhiều những cái giáo lý ở trong này. Nhưng mà vì suốt năm nay là chúng ta học về các vị nữ cư sĩ cũng như các vị nữ tu, thì hôm nay mình học tiếp một vị Phật tử nữ của thời Phật, đó là bà Thắng Mang Phu Nhân. Và lâu nay mình nghe danh hiệu của bà, và mình sẽ biết rằng, Pháp Hòa giới thiệu sơ với đại chúng để đại chúng thấy rằng bà đã tu cái gì, bà đã thực hiện cái gì trong cái cuộc đời của bà. Thì đây là những cái điều mà bà đã phát nguyện, và bà còn phát nguyện những cái điều nữa, nhưng mà đặc biệt là đây là 10 đại nguyện của Thắng Mang. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng 10 cái hạnh nguyện này. Và một lần nữa xin thưa là tự bà thấy rõ những cái khó khăn của bản thân người nữ, rồi bà đem những cái này ra bà nói. Nó là nói riêng ha, chị em phụ nữ là bà đại diện nói lên những cái điều mà tất cả phái nữ cần tu. Còn nói chung á, là bà đại diện cho tất cả chúng ta, những người còn trong vòng phàm phu. Một khi mà chúng ta còn giao tiếp, tức là chúng ta sẽ còn có sự đối đãi hàng ngày, mà hễ còn giao tiếp nhất định sẽ có những cái mà nó sẽ sinh khởi, như là khinh thường, như là giận tức, như là ganh tị, như là bỏng sẻn, vân vân. Hễ còn giao tiếp là còn cái đó à. Mà chính những cái đó là những cái mà chúng ta cần tu nhất. Thì Pháp Hòa xin kết thúc ở đây. Và tuần 6 thứ 6 chúng ta sẽ bắt đầu khóa tu mùa đông. Ở đây thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2, tức là 4 ngày liên tiếp. Và khóa tu mùa đông này chúng ta sẽ có thời giờ để chúng ta tụng, trì tụng bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thứ 7 tuần sau á, chúng ta sẽ cũng có pháp thoại, nhưng mà nếu như mà có thời giờ thì Pháp Hòa sẽ chia sẻ sơ qua một cái đề tài gì đó trước khi mình hết năm. Và chương trình của mỗi ngày sẽ bắt đầu ngày thứ 6 này, bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Chúng ta sẽ làm lễ sám hối, và sau đó sẽ là lễ khai kinh, trì tụng suốt ngày thứ 6, rồi bắt đầu ngày thứ 7. Thì sáng ngày mai á, sẽ có một cái lịch trình khóa tu cho năm 2015, cũng như là cái thời khóa cho 4 ngày tu học sắp tới. Đại chúng sẽ nhận được cái bản đó để theo dõi những chương trình tu học của 4 ngày sắp tới đây. Và đặc biệt là khóa tu cho các em từ chiều 28 cho đến chiều 31 ở tại Tây Thiên. Thì quý vị nào có con em thì xin nhớ nhắc mấy em đăng ký, cũng như tất cả quý vị nào tham dự khóa tu mùa đông cũng xin đăng ký giùm. Tại vì chúng ta cần biết số lượng người để chúng ta chuẩn bị công việc cho nó tốt đẹp. Xin cảm ơn đại chúng. Và bây giờ chúng ta hồi hướng từ những đầm lầy, xin nguyện dấn thân
hiến dâng cho Phật đạo. Con quỳ dưới chân sám hối Đức Phật Thích Ca. Những ngày đã qua con sống chưa tròn với đạo, xin người thứ tha, con xin nguyện với lòng mình. Đường theo Phật dẫn đường con, trong ngu mê tìm ra néo sáng, như pha lê trăng vướng bụi trần, ôi trong ngần Đức Phật từ bi. Quy y Phật pháp và tăng, con xin nương tựa theo chánh pháp, như hoa sen thơm ngát nồng nàn, dâng cho đời thắm đường tình sen. Như hoa sen thơm ngát nồng nàn, dâng cho đời thắm đường tình sen.